Lớn tiếng, kêu bọn huynh canh nghe được, ắt sẽ gặp nguy. Nội cung canh phòng nghiêm ngặt, ngươi lọt vào đây lại che kín mặt mày, hẳn nghi có âm mưu tà mị. Người đâu? Phu nhân, mặt tướng là Chu Thiện. Kìa, Chu Thiện. Từ cố quốc Đông Ngô, giữa dặm ngàn xa đất kinh châu. Phu nhân kẻ bao hộ hung tinh. Tinh gì? Từ lúc phu nhân đến châu cũ cùng, nỗi nhớ thương đè nặng trong lòng, nên quân mẫu heo ngày. Bình trầm ca à, mẹ ta lâm bình trầm ca. Lần cuối nếu muốn nhìn mặt mẹ già, xin phu nhân hãy mau kiếp phản hồi cổ quốc. Mẹ, mẹ ơi, ôi tâm hồn con bất loạn. Mẫu ra đi mà lòng còn quất hận. Thôi, đành thôi, ta phải quay về. Con thân linh hiểu cho gì, tiếp thân ta tối ngày sau. Thuyền đang chậm dưới bến, xin phu nhân hãy mau kiếp lên được. Phải, ta phải về thôi. Thế nữa, mau mang áo giả hành, mộc thảo chúa, theo ta về cổ quốc. Mời phu nhân Chu Thiện.
thi gian. Trong bóng đêm lao sao mà đi theo nguyện ai cắt đường ta. Cả tiếng kêu thì lạ, máu dường hẳn nhịp chiều, thuyền chở ai giống rủi về đâu, hãy để triệu dân ta cập thuyền xem xét. Chết rồi, đó là tiếng của Thường Sơn Triệu Tử, trên lãnh hải tuần cánh, đuổi tiếp ca là mối định bất thành. Xin phu nhân hãy an tâm, Mạc tướng sẽ cho quân xa tiện. Không được, rời Kinh Châu âm thầm là ta có lỗi, xa tiện giết triệu dân, ta càng có tội với chồng ta. Phu nhân, Trảo Phu, nhanh tay chèo mạo kiếm sông qua, cùng lớn tấn, ta có cơ may vượt thoát. Quả là quân gián đã bày trò ám muội, nên mới cho Trảo Phu thần tốc vượt trùng dương. Đã gặp ta Triệu Tử Thường Sơn, kẻ gian tế đừng mộng trốn thoát. Nhanh lên, hey, 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 Triệu Tử Long, ngươi phải chết hay. Triệu Tử hãy dừng tay. Phu nhân, đã nhìn tận dung quan, lòng mặt tướng không tin là sự thật. Vậy chứ xin dám hỏi phu nhân, vì sao giữa đêm dân canh trường, người lại bỏ đi đâu không một tiếng giả từ? Còn cả ổ quân tan mình trong gió lạnh, giữa ngàn trùng muốn dẫm trùng dương. Chú quân vẫn còn yên giặc phu quân, tại sao vậy phu nhân? Tiểu tử à, Tiểu tử Thường Sơn có danh lực thiên hạ, nhưng đối với phu nhân ngươi chỉ là tên hầu cận. Hãy lập tức lui thuyền giữ cho tròn quân phép. Đừng, hãy để ta cản lời cho tiểu tử Thường Sĩ. Tướng quân ơi, ta nào phải kẻ vô nghề, được tin quê nhà quốc mẫu bình trầm ca, ta về Kinh Châu để tập rồi trở lại đây đầu tả tội với Lưu gia. Phu nhân ơi, nhìn đôi mắt rưng rưng trước chờ tuôn ngấn lệ, mà tướng cảm thông cho tấm lòng hiếu đệ quyết vượt gian nguy cho tròn đạo giới. Nhưng câu xuất gia tổng phụ đâu há dễ xem thường, huống chi phu nhân hiện giờ là hướng trào quốc mẫu, phải giữ đạo cương thường cho trăm họ nói theo. Xin hãy lui thuyền trở lại Kinh Châu, chờ lưu sứ hồi quy người tỏ tường trong đột. Lúc đó hoàng gia sẽ tiền hô hậu ôm đưa bước phu nhân về tân vương hô trào. Tiểu tư quân ơi, lẽ nào tôi không rõ, nhưng ơi sức mẹ tôi như đèn treo trước gió, chẳng một ngày là ân hận đến ngàn năm. Hãy mở rộng tất lòng giúp tôi kịp về đông mâu cho mẹ con an mạng. Ôi nhìn phu nhân mà lòng tôi hoàng thác, nghe tin nỉ non mà chúa xót tận tâm can. Đời của ta một viên tướng hiền ngang, đã từng sống trận bao hồng pha giáp đổ, lòng hiếu thảo của hướng trào quốc mẫu, làm sao xuyến tâm tư trăm dùng tướng ra kiêu hùng. Thôi thì phu nhân cứ nương gió xuôi thuyền về đóng ngô làm tròn câu đạo. Tội với hoàng gia tôi xin một mình hứng về
điều chỉ mong sao người sớm trở lại Tinh Châu. Tướng quân, nghĩa trọng của tướng quân ta xin khắc ghi lòng. Xin đừng cầu nệ, quân nhân hãy kiếp dông thuyền về tổ quốc. Quân đi lên đường. Đi đâu cho khỏi. Trời đất kinh Đà Châu à. Trương Tam Gia, Trương Tam Gia đừng ngờ quán với Vũ Mẫu. Phu nhân hãy an tâm. Sau khi người về thăm viếng mẹ hiền, rồi sẽ đưa A Đẩu trở lại Kinh Châu. Dạ phải. Trở lại Kinh Châu. Trở lại Kinh Châu. Chú Tiền ơi, tiểu tử ơi, tiểu tử. Thường Sơn hỏi Thường Sơn. Ổn cho ngươi danh xương không hầu, lại dễ mềm yếu chứ thương tình nhi nữ. Ngô phu nhân chủ thiện về bên Lưu Sứ, bởi đâu hận thù bằng hai chữ thông gia. Ngô Tuấn Quyền có mưu ý gian tà, muốn chiếm lại được Kinh Châu cửu quận. Bên cạnh hắn không còn đâu Công Cẩn, nhưng vẫn hắn vẫn còn lại có Chương Chiêu. Chương Tiểu, Tiểu tử với âm mưu lừa Âu Chúa về Chương Chiêu. Chương Tam Gia thúc thúc là để bài kế buộc sứ quân dừng Kinh Châu cổ quận á. Trương Tam Gia thúc thúc, chính ngươi là kẻ muốn đào sâu thêm thù hận, nơi mới đặt điều xúc niệm chúa công ta. Dù thịt nát tan gia, ta cũng liều chết để tiêu diệt Phương Giang tặc. Hãy lên, hãy lên. Được, ta sẽ lấy đầu ngươi để làm quà cho Lưu Ngô Quốc. Hey, Trương Tam Gia. Âu quân xin người gửi lại
bước chân. Ôi nhìn về phương thì con tròn phần mẹ, hướng về Kinh Châu thì lỗi đau làm con. Mẫu tử thân tình chí tựa Thái Sơn, nên trái tim mẹ giờ đây phải chia thành hai mình. Xin trời Phật xót thương cho trời quan mây tình, còn buổi đau buồn cho mẹ được gần con. Tẩu tẩu, hãy chào cháu lại cho tôi, rồi đi về lên đường, mau đi tẩu tẩu. À đậu con ơi, lại đây thúc thúc. Khoan đã, lại đây. Xin hãy hiểu cho mẹ nghe con. Không sao đâu, có thúc thúc mà. Thúc thúc mà con. Nè đây đó. Quân hãng cánh thuê nửa nhũ mẫu dịch hưởng đâm ngon. Dạ nửa ổn ngon dê nửa quân cao thảo đầu không nhận khán giả vừa cùng theo dõi trích đoạn cải lương Trắng Canh Tâm Sự của tác giả Hoàng Song Việt, dàn dựng Hữu Huệ do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, nghệ sĩ Kim Tiểu Long, nghệ sĩ Hữu Huệ và nghệ sĩ Hoài Nam cùng biểu diễn. Kính thưa quý vị khán giả.